Tại nhân gian 100 năm thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời đau lợi, Tại nhân gian 200 năm thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời Dạ Ma. Tại nhân gian 400 năm thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời Đầu Suất. Tại nhân gian 800 năm thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời Hóa Lạc. Tại nhân gian 1600 năm thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Thọ mạng của chư thiên Thọ mạng của Tứ Thiên Vương là 500 tuổi. Thọ mạng của Chư Thiên Trời Đao Lợi là 1.000 tuổi. Thọ mạng của Chư Thiên Trời Dạ Ma là 2.000 tuổi. Thọ mạng của Chư Thiên Trời Đâu suất là 4.000 tuổi. Thọ mạng của Chư Thiên Trời Hóa Lạc là 8.000 tuổi. Thọ mạng của Chư Thiên Trời Tha Hóa Tự Tại là 1.6.000 tuổi. Thân của Chư Thiên Thân của Tứ Thiên Vương cao nửa dọng, thần của chư thiên trời đao lợi cao một dặm thần của chư thiên trời dạ ma cao một dặm rưỡi thần của chư thiên trời đâu suất cao hai dặm thần của chư thiên trời hóa lạc cao hai dặm rưỡi thần của chư thiên trời tha hóa tự tại cao ba dặm trọng lượng y phục của các cõi trời y phục của trời tứ thiên vương nặng hai mươi lạng y phục của trời đao lợi sáu lạng Y phục của trời dạ ma ba lạng, y phục của trời đâu suất một lạng rưỡi, y phục của trời hóa lạc một lạng, y phục của trời tha hóa tự tại nửa lạng. Thân cao và thọ mạng của chư thiên sắc giới 18 cõi trời. Trời thứ nhất là trời phạm chúng, thân cao nửa tiểu do tuần 20 dặm. Tuổi thọ nửa tiểu kiếp 8 vạn 3990 tuổi trời thứ hai là trời phạm phụ thần cao một tiểu do tuần thọ mạng một tiểu kiếp trời thứ ba trời đại phạm thần cao một do tuần rưỡi thọ mạng một kiếp rưỡi các trời còn lại lấy đây làm tiêu chuẩn vô sắc giới bốn cõi trời trời thiền cõi này chẳng có thân thể chỉ có tư tưởng nhưng có thọ mạng trời thứ nhất trời không vô biên xứ thọ mạng hai vạn đại kiếp còn ba có trời còn lại là 4 vạn đại kiếp, 8 vạn đại kiếp và 16 vạn đại kiếp.